Lời Chưa Chúa Giêsu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Việt Catholic Sin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kính thưa quý vị và anh chị em, chương trình truyền hình của chúng tôi hôm nay gồm có các tin chính như sau: Buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư, Đức Thánh Cha nói, nên thánh là món quà lớn Kitô hữu có thể trao tặng cho thế giới. Đức Thánh Cha khai mạc hội nghị kết thúc năm mục vụ của giáo phận Roma. Đức Thánh Cha gửi điện chia buồn với các nạn nhân vụ hỏa hoạn tại London. Đức Thánh Cha hành hương viếng mộ hai linh mục Italia, dẫn thân cho người nghèo. Hội đồng giám mục Ba Lan khẳng định, Tông huấn Amoris Laetitia không cho những người ly dị và tái hôn được rước lễ. Đức Tổng giám mục Paglia bên vực quyết định bổ nhiệm một người ủng hộ phá thai vào Hàn Lâm Viện Giáo Hoàng về đời sống. Giáo mục Peter Shao Jumin trở lại giáo phận nhưng vẫn bị quản chế. Dòng tên nối vòng tay lớn với thế giới trên mạng. Các nhà hữu chất tôn giáo ở Hoa Kỳ phân rẽ về chính trị nhiều hơn các tín hữu. Gia đình Việt Catholic Nam Cali họp mặt mừng Father's Day giới thiệu thánh ca thập giá tình yêu sau đây là phần tin chi tiết kính chung với Đức Thánh Cha hôm nay, Đức Thánh Cha Francisco đã nói với mấy chục ngàn tín hữu và du khách hành hương Nam Châu trong buổi gặp gỡ chung hàng tuần vào sáng thứ tư ngày 21 tháng 6 như sau: Hy vọng nên thánh trở thành hình ảnh của Chúa Kitô là món quà lớn nhất mà từng người trong chúng ta có thể trao tặng cho thế giới. Lịch sử của chúng ta cần có những người thần bí khước từ mọi thống trị, ước muốn sống bác ái huynh đệ, chấp nhận một phần khổ đau và mang lấy gánh nặng của tha nhân để thế giới có thể hy vọng. Trong bài huấn dụ dựa trên tư tưởng của tác giả thư gửi giáo đoàn Do Thái, Đức Thánh Cha nói, Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Nel giorno trong ngày chúng ta lãnh nhận bí tích rửa tội linh mục mời toàn cộng đoàn cầu nguyện cho những người sắp lãnh nhận bí tích rửa tội bằng cách khẩn nai sự cầu bầu của các thánh đây là lần đầu tiên trong cuộc sống của mình có sự đồng hành của các thánh là những người đã đi qua cùng con đường của chúng ta đã hiểu biết cùng các lao nhọc của chúng ta và sống mãi trong vòng tay của Thiên Chúa. Trong cuộc chiến chống lại sự giữ, các cư tư hữu không tuyệt vọng vì có bàn tay của Thiên Chúa nâng đỡ chúng ta và sự hiện diện kín đáo của tất cả các tín hữu đã ra đi trước chúng ta với dấu chỉ của Đức Tin. Đức Tin Cha nói thêm, các linh mục cũng sẽ ghi nhớ kỷ niệm của một lời khấn nài các thánh được đọc trên các vị. Đó là một lúc cảm động nhất của phụng vụ truyền chức. Các ứng viên nằm dài sấp mặt trên đất và toàn cộng đoàn được Đức Giám Hục hướng dẫn khẩn nai sự cầu bầu của các thánh. Ơn thánh của Thiên Chúa sẽ không thiếu bởi vì Chúa Giêsu luôn luôn trung thành khi đó có thể ra đi thanh thản và được bổ sức. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Đức Thánh Cha khai mạc hội nghị kết thúc năm mục vụ của giáo phận Roma. Đức Thánh Cha Francisco cảnh giác các gia đình Roma trước hiện tượng dần dần mất gốc nơi giới trẻ và Ngài kêu gọi đặc biệt nâng đỡ các thiếu niên trong giai đoạn lớn lên của họ. Ngài đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong diễn văn chiều tối ngày 19 tháng 6 năm 2017 để khai mạc hội nghị của giáo phận Roma tại đền thờ thánh Joan Laterano cũng là nhà thờ chính tòa của giáo phận này hiện diện trong buổi khai mạc có Đức Hồng y Valini giám quản mãn nhiệm của giáo phận và Đức Tổng giám mục Angelo De Donatis sẽ là người kế nhiệm cùng với sáu vị giám mục phụ tá các linh mục Tu sĩ và hàng trăm đại diện giáo dân đến từ các môi trường khác nhau trong giáo phận Roma. Trong dịp này, Đức tính cha đã có bài huấn dụ mang tính cách dẫn nhập và hướng dẫn về chủ đề: Chúng ta đừng để họ đơn độc, đồng hành với các cha mẹ trong việc giáo dục con cái ở tuổi thiếu niên. Đức tính cha nói đến hiện tượng bất gốc đang gia tăng trong xã hội. Ngài cũng nhận xét rằng nhiều khi các gia đình đòi hỏi con cái một sự huấn luyện thái quá trong một số lĩnh vực mà chúng ta coi là quan trọng cho tương lai của chúng. Nhưng chúng ta lại ít coi trọng sự kiện của con cái mà chỉ cần biết gốc gác và căn cội của chúng. Trong chiều hướng này, Ngài mời gọi các gia đình đừng gạt bỏ các ông bà nội ngoại ra ngoài lề gia đình và ra khỏi việc giáo dục con cái. Thứ ba 20 tháng 6 2017 Hội nghị giáo vận Roma đào sâu 6 vấn đề trong các cuộc hội thảo nhóm của 36 giáo hạt Roma. Đó là nhà ở và cuộc sống trong gia đình, học đường và việc học, tương quan giữa các thế hệ, cuộc sống bấp bênh, nghèo đói, đau khổ, cái chết, vượt thắng tình trạng cô lập của các gia đình. Hội nghị này kết thúc năm mục vụ của giáo vận Roma. Đức Thánh Cha gửi điện chia buồn với các nạn nhân vụ hỏa hoạn kinh hoàng tại London, tin Vatican, hôm thứ bảy ngày 17 tháng 6, Đức Hồng y Pietro Parolin Quốc vụ khanh tòa thánh đã thay mặt Đức Thánh Cha Francisco gửi điện văn chia buồn đến Đức Hồng y Vincent Nichols, Tổng giám mục Westminster với nội dung như sau: Đức Thánh Cha Francisco hết sức đau buồn khi được biết về trận hỏa hoạn kinh hoàng ở london và những thương vong bi thảm ngài phó thác linh hồn những người đã chết cho lòng thương xót từ ái của chúa và gửi lời chia buồn chân thành đến gia đình của họ với lòng biết ơn đối với các nỗ lực dũng cảm của các nhân viên cứu cấp và tất cả những ai đang dấn thân trợ giúp những người đã mất nhà cửa ngài cầu xin chúa ban sức mạnh và bình an cho cộng đồng địa phương sự kiện xảy ra như sau. Lúc gần 1 giờ sáng thứ năm 15 tháng 6, một trận hỏa hoạn đã xảy ra tại một chung cư ở phía tây London. Đây là khu chung cư dành cho người lao động nghèo, trong đó có 120 căn hộ. Phải mất 24 tiếng đồng hồ mới dập tắt được ngọn lửa. 30 người được xác nhận đã bị thiệt mạng. 58 người khác được ghi nhận là mất tích. Có nhiều khả năng là đã chết trong trận hỏa hoạn. 74 người khác bị thương, trong đó 17 người đang trong tình trạng nguy kịch. Đức Thánh Cha hành hương viếng mộ hai linh mục Italia. Tin Bắc Italia. Đức Thánh Cha đã dành trọn sáng ngày 20 tháng 6 năm 2017 để hành hương viếng mộ hai cha sở dẫn thân cho người nghèo, xây dựng hòa bình, công lý và giáo dục các trẻ em nghèo ở Bosolo và Bobbia, Bắc Italia. Đức Thánh Cha nói về đời sống của hai linh mục đã nâng dậy tầm quan trọng là người nghèo có khả năng nói lên cho mình, bởi vì không có tiếng nói, không có nhân phẩm và do đó không có công lý hay tự do. Đời sống dấn thân cho người nghèo là mẫu gương cho các linh mục hiện nay. Vị thứ nhất là Cha Mezzolari nguyên là cha sở giáo sứ Bozolo gần Mentova Năm 1925, cha chống lại đảng phát xít ở Italia và từ năm 1943, cha tích cực tham gia kháng chiến. Trong thập niên 1950, cha Mezzolari dấn thân bênh vực những người bị thiệt thòi về mặt xã hội và chống lại ý niệm gọi là cuộc chiến tranh chính đáng. Cha qua đời năm 1959, thọ 69 tuổi. Án phòng Trần Phước cho cha sắp được khởi sự tại giáo phận Cremona vào tháng 9 tới đây. Vị linh mục thứ hai đã được Đức Thính Cha đến hành hương viếng mộ là cha Lorenzo Milani thuộc Tổng giáo phận Firenze tại làng nhỏ Babayana. Cha đã tổ chức các trường học để các trẻ em nghèo ở những làng mạc rải rác trên miền núi có thể được giáo dục. Cha qua đời cách đây 50 năm vì bệnh ung thư, lúc mới được 44 tuổi. Đức Thánh Cha người Argentina đã nhấn mạnh khuôn mặt đầy lòng thương xót của giáo hội trong suốt thời gian 4 năm đời giáo hoàng của Ngài. Nhắc lại lời khuyên của cha Mezzolari rằng, công việc của Linh Mục không đòi hỏi sự hoàn hảo nơi người tín hữu, nhưng là khuyến khích họ làm hết sức mình. Còn về phía cha Milani, Ngài nhấn mạnh đến các vấn đề công bằng xã hội Đặc biệt là quyền của người lao động khi đình công Nhưng năm 1958 Và từ Cần đã yêu cầu rút một cuốn sách của cha về kinh nghiệm mục vụ của mình Vào cuối cả hai cuộc viếng thăm Đức Thánh Cha đều ứng khẩu chào từ biệt Và xin các tín hữu cầu nguyện Để Ngài trở nên giống như hai linh mục gương mẫu Mà Ngài đã viếng thăm <laughs> Hội đồng giám mục Ba Lan khẳng định tông huấn niềm vui tình yêu Amoris Laetitia không cho những người ly dị và tái hôn được rước lễ. Tông huấn Amoris Laetitia không thay đổi giáo huấn của giáo hội về bí tích thánh thể và những người đã ly dị và tái hôn không thể rước lễ. Hội đồng giám mục Ba Lan đã, đã khẳng định như trên. Sau phiên họp toàn thể tại thị trấn Sankopane, cha Powell phát ngôn viên các giám mục nói, những người công giáo nào sống trong tình trạng hôn nhân không hợp lệ nên được hướng dẫn để ăn năn thật sự và hòa giải bí tích cùng với người phối ngẫu và con cái của họ sinh ra trong kết hiệp này. Các giám mục Ba Lan lưu ý rằng Tổng huấn Emerys Laetitia phải được đọc trong dòng liên tục các giáo huấn giáo hội, đặc biệt là lời mời gọi của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị trong tông huấn familiaris consortio trong đó nhắc lại một cách mạnh mẽ rằng các cặp vợ chồng ly dị và tái hôn không được rước lễ cha pewell nhấn mạnh rằng là tông huấn Emeris leticia không thể được diễn dịch trái ngược với tông huấn về đời sống gia đình và các giáo huấn truyền thống của giáo hội về hôn nhân và bí tích thánh thể cha nói thêm rằng các giám mục ba lan kêu gọi một cách tiếp cận mới để bao gồm những người ly dị và tái hôn vào đời sống của giáo hội đức tổng giám mục palia bên vực quyết định bổ nhiệm một người ủng hộ phát thai vào hàn lâm viện giáo hoàng về đời sống như chúng tôi đã loan tin trong chương trình thứ tư tuần trước triết gia Nigel bigar một người ủng hộ luật phát thai đã được Tòa Thánh Vatican bổ nhiệm vào Hàn Lâm Viện Giáo Hoàng về đời sống. Ông Biga, giáo sư đạo đức học và mục vụ thần học tại Đại học Oxford, xác nhận rằng ông ủng hộ việc hợp pháp hóa phát thai cho đến 18 tuần của thai kỳ, vì đó là khoảng thời gian có một số bằng chứng sớm nhất về hoạt động của não bộ và do đó sự xuất hiện của ý thức việc bổ nhiệm một người ủng hộ phá thai vào giáo hoàng học viện đã gây ra nhiều tranh cãi tuy nhiên đức tổng giám mục vincenzo paglia chủ tịch ủy ban bảo vệ đạo đức sinh học đã binh vực quyết định này ngài nói với nhật báo la stampa của ý rằng ông biga được bổ nhiệm theo đề nghị của tổng giám mục canterbury ngài nói thêm rằng ông biga sẽ không được tham dự vào bất kỳ cuộc thảo luận nào về phá thai về phần Triết gia Biggar, ông nói với hãng thông tấn AP rằng, mặc dù quan điểm của ông về vấn đề phá thai không phù hợp với giáo huấn công giáo, nhưng ông đã ủng hộ lập trường của giáo hội chống lại việc trợ tử. Ông nói: "Phá thai là một vấn đề rất quan trọng và là một suy tư về đạo đức rất khó khăn. Nhưng mặc dù tôi có một quan niệm tạm thời về vấn đề phá thai, tôi chưa công khai trình bày những luận cứ của tôi về vấn đề này." Trong khi đó, Tôi đã viết rất nhiều và liên tục phản đối sự hợp pháp hóa việc tự kết liễu đời mình và trợ tử. Về vấn đề này, kết luận của tôi luôn phù hợp với giáo hội công giáo La Mã. Giám mục Peter Sao Dư Minh trở lại giáo phận nhưng bị quản chế. Đức giám mục Sao Dư Minh thuộc giáo phận Quen Trung Hoa, bị công an bắt giữ từ ngày 18 tháng 5 hình như đã được trở lại giáo phận, nhưng vẫn bị quản chế tại một nơi được giữ kín. Đức giám mục Sao Du Minh, người lãnh đạo giáo hội thầm lặng và không được chính quyền công nhận, bị gọi trình diện Ủy ban điều hành tôn giáo ngày 18 tháng 5 và sau đó hoàn toàn mất tích. Giáo dân giáo sư Wen Du không có tin tức gì về nơi ngài bị giam giữ và sức khỏe của ngài. Tuần trước, một giáo dân nhìn thấy đức giám mục của họ ở phi trường Wenzhou bị hai nhân viên công lực canh giữ. Từ đó có tin đồn cho rằng đức giám mục đã trở lại giáo phận, nhưng không ai có tin tức gì về ngài. Có tin cho rằng đức giám mục sao bị đưa trở lại giáo phận để chính quyền địa phương lấy khẩu cung và tạo áp lực buộc ngài theo hội công giáo yêu nước thân chính quyền. <laughs> dòng tên nối vòng tay lớn với thế giới trên mạng trong thời hiện đại các định chế và dòng tu công giáo đã sử dụng mọi phương tiện truyền thông để chia sẻ việc làm của cộng đoàn họ gần đây hơn từ vatican xuống tận các định chế vùng và địa phương đã chăm hoa đua nở sự hiện diện công giáo trên liên mạng các trang mạng phần lớn trình bày thông tin về một giáo phận một trường học hay một dòng tu nào đó. Một số sử dụng hình thức báo chí truyền thống như tập san và nhật báo để truyền đạt sứ điệp của mình. Một nhóm các tu sĩ trẻ dòng tên Hoa Kỳ cũng khởi sự một trang liên mạng của riêng họ gọi là The Jesuit Post. Các blogs và tweets của họ nhắm vào thế hệ của họ. Như họ đã nói trên trang mạng, các tu sĩ dòng tên này đang tìm cách chứng minh rằng đức tin có liên quan tới nền văn hóa ngày nay và Thiên Chúa đang hành động trong nền văn hóa này. Ngày nay, chính các bài đăng trên liên mạng đang phát huy hình ảnh người tu sĩ dòng tên. Các dòng tông đồ khác như dòng Đa Minh cũng đang làm việc này một cách tốt đẹp. Một đan viện với 10 nữ tu trên đảo Sardinia của Ý dù chọn cuộc sống làm việc và cầu nguyện trong thinh lặng, tách biệt khỏi thế giới bên ngoài, nhưng cũng đang sử dụng phương tiện truyền thông xã hội để chia sẻ việc làm của cộng đoàn họ và để bảo đảm sự sống còn của họ. Nhờ chia sẻ việc làm của mình qua các phương tiện truyền thông mới nhất, các dòng tu nói trên đang thích ứng những gì vốn là truyền thống lâu đời của họ trong việc giao tiếp với thế giới. Ngay đối với các nữ tu kín như đan viện Thánh Clara, việc tiếp tục sống còn trên thế giới rộng lớn này cũng là một việc phải chia sẻ đời sống của mình trên hệ thống cung cấp liên mạng hoàn cầu. Các nhà hữu trách tôn giáo ở Hoa Kỳ phân rẽ về chính trị nhiều hơn các tín hữu. Ngày 11 tháng 6 vừa qua, hai nhà chính trị học Hoa Kỳ đã cho công bố một bản nghiên cứu trong đó, họ phân tích các mẫn cảm chính trị của hơn 130.000 các nhà hữu trách tôn giáo thuộc khoảng 40 tín ngưỡng khác nhau tại Hoa Kỳ. Hai nhà nghiên cứu này là Ethan Hirsch, trước đây là nhà chính trị học của Đại học Yale, và Gabriela Malina, một tiến sĩ tốt nghiệp Đại học Harvard. Theo các kết luận của họ, các nhà hữu trách tôn giáo có nhiều phân rẽ về chính trị hơn các tín hữu, giáo dân của họ. Kết quả của phân tích cho thấy, các mục tử của các giáo hội Methodist, Unitarian và Presbyterian phần lớn có khuynh hướng thiên đảng dân chủ, giống như các giáo sĩ do Thái giáo xuất thân từ các trào lưu cải cách và bảo thủ. Trong khi ấy, các nhà hữu trách của nhiều giáo hội Phúc âm như Baptist thì nghiêng nhiều hơn về phía đảng Cộng hòa. Các linh mục và các nhà hữu trách công giáo thì bị giằng co giữa đảng Dân Chủ 29%. Phần lớn những người này thuộc các tiểu bang Massachusetts hay Maryland và đảng Cộng Hòa 32% tại các tiểu bang Kansas và Nam Dakota. Bản nghiên cứu còn cho thấy sự nhạy cảm về chính trị của các nhà hữu trách tôn giáo ồ ạt hơn là các tín hữu giáo dân của họ. Thí dụ, bản nghiên cứu này quả quyết rằng khoảng 90% các giáo sĩ cải cách và 85% các giáo sĩ bảo thủ của Do Thái giáo là người của dân chủ. trong khi đó chỉ có 80% các tín hữu cải cách và 60% các tín hữu bảo thủ theo dân tộc mà thôi. Cũng thế, 80% các nhà hữu cách Pentecostal còn gọi là giáo phái ngũ tuần theo Cộng hòa trong khi chỉ có 41% tín hữu của họ theo Cộng hòa mà thôi. Các linh mục công giáo thì khoảng 48% lúc bầu cho dân chủ, lúc bầu cho Cộng hòa, ngược với 54% các tín hữu giáo dân của họ. Gia đình Việt Catholic Nam Cali họp mặt mừng ngày hiền phụ. Tin Nam Cali Chiều ngày 17 tháng 6 năm 2017, các anh chị em cộng tác viên của Việt Catholic thuộc Tổng giáo phận Los Angeles và giáo phận Orange, gồm các sứ ngôn viên, các chuyên viên điện toán, kỹ thuật truyền hình, TV editing, voice over, thảo trương, vân vân. Tất cả chừng 40 người đã họp mặt thân hữu tại văn phòng Việt Catholic ở Garden Grove, California để chúc mừng nhau và mừng ngày Father's Day. Trong dịp này, anh chị em được hân hạnh tiếp đón Đức cha Hoàng Đức oan Đức cha Mai Thanh Lương, cha Lê Quang Hiền và cha Nguyễn Phước, cũng như một số thân hữu của Việt Catholic như cha Nguyễn Bá Tòng, cha Nguyễn Quân, chị Hoàng Vĩnh, anh chị Long và Điểm, và các anh chị từ giáo sứ Đức Mẹ Lộ Đức ở Montclair, California. Bữa cơm thật đặc biệt bởi vì có những món truyền thống đặc sản Việt Nam trong đó có món gỏi cá chỉ vàng yellowtail do các anh em cộng tác viên Việt Catholic câu từ bờ đại dương California. Tất cả anh chị em tham dự đều hào hứng thưởng thức những món ăn ngon và nhất nữa là tình thân hữu thắm thiết và những câu chuyện thân thương kể cho nhau nghe thật sống động. Buổi họp mặt từ 6 giờ mà mãi đến 11 giờ khuya vẫn còn lưu luyến chưa muốn ra về. Nhân cơ hội này, một số quý vị trong ban lãnh đạo Forum Diễn đàn Vì Công Lý và Hòa Bình mới được thiết lập vào mùa lễ tả ơn năm 2016 cũng tại trụ sở Việt Catholic đã có cuộc họp bỏ tối để tường trình về hiện trạng giáo hội và quê hương Việt Nam trước những biến đổi mới ở quê nhà. Các vị này gồm có Đức Cha Hoàng Đức Anh, Đức Cha Mai Thanh Lương, Cha Trần Công Nghị, Cha Lê Quang Hiền, Cha Nguyễn Phước và Chị Hoàng Vĩnh. Trước khi kết thúc chương trình Thời sự xã hội và thế giới hôm nay, chúng tôi hân hạnh giới thiệu một bài thánh ca mang tựa đề Thập giá tình yêu, một sáng tác của linh mục nhạc sĩ Thiên Ân. Bài thánh ca này sẽ được trình bày qua tiếng hát của ca sĩ Thùy Loan. Kính mời quý vị và anh chị em cùng thưởng thức. Có một tình yêu, ôi cao siêu là tình yêu Thiên Chúa. của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ tv net Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.